Xin chào tất cả các mẹ, hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Hãy để kíp là giao thứ bạn. Các mẹ thân mến, khi con yêu ngày sinh đã cận kề đến, cha mẹ thường phải chuẩn bị cho con rất nhiều đồ dùng và vật dụng cần thiết để chuẩn bị đến ngày sinh cận kề của con. Và với nhằm đáp ứng chăm sóc giấc ngủ của con, thương hiệu Kiza đã cho ra đời một sản phẩm vô cùng cao cấp, đó chính là chiếc ghế dung cao cấp Kiza 3-trong-1 nhằm đáp ứng và mang đến cho con một giấc ngủ ngon và sâu giấc, từ đó tạo nền tảng cho con có một sức khỏe toàn diện và phát triển nhất. Và sau đây chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu những đặc điểm nổi trội của dòng sản phẩm này mang đến cho bé. Như các mẹ thấy trên đây là toàn bộ món đồ dùng ghế dung Kiza 3-trong-1 Ground. Với sản phẩm này thì phần khung được làm bằng chất liệu thép không rỉ và siêu nhẹ và có khả năng chịu được trọng lực lên đến 12 kg. Và với sản phẩm này sẽ mang đến sự tiết kiệm hơn trong chi phí chăm sóc bé của gia đình. Và như các mẹ thấy, sản phẩm được thiết kế vô cùng nhỏ gọn, phù hợp với mọi không gian gia đình của bé. Và với màu sắc rất là trang nhã, cũng như là các họa tiết được in ở trong phần vải trong của chiếc ghế dung sẽ mang đến sự thích thú hơn cho bé, cũng như là mang đến khi mà bé chơi được món đồ này bé sẽ tạo khả năng hứng thú hơn. Và sau đây chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu kỹ hơn và sâu hơn về những tính năng nổi trội của dòng sản phẩm này. Với ghế dung Kiza này, phần vải lót được làm bằng chất liệu vải cao cấp và đã được Viện Dệt May Việt Nam chứng nhận về độ an toàn, nên là cha mẹ có thể hoàn toàn an tâm khi sử dụng chiếc ghế này mà không lo con bị bí lưng hay là không thoải mái, mà sẽ mang đến cho bé sự dễ chịu nhất cũng như là một sức khỏe an toàn nhất. Và sản phẩm được thiết kế với phần đệm lót có thể tháo rời như thế này, có thể sử dụng vào trong mùa đông cũng như là mùa hè, thoáng mát vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Cha mẹ cũng có thể dễ dàng giặt sản phẩm này một cách nhanh chóng mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm. Ngoài ra thì với tích hợp là vừa có thể làm một chiếc giường, vừa làm một chiếc nôi, sản phẩm này sẽ mang đến sự hài lòng nhất cho cha mẹ, cũng như là mang đến giấc ngủ ngon nhất. Kể cả những bé hay bị khó ngủ hay là hơi khó tính một chút thì khi nằm trên chiếc ghế dung này cũng có thể đi vào một giấc ngủ ngon như là đang được mẹ bế trên tay và ru những bản nhạc du dương để đi vào giấc ngủ. Ngoài khi mà cha mẹ sử dụng được làm ghế dung thì các mẹ chỉ cần đẩy phần thanh gạt chân phía dưới. Lúc này thì chiếc ghế sẽ cố định ở trên bề mặt và không di chuyển. Và lúc này thì bé có thể ngồi vững hơn và có thể trở thành một chiếc ghế cho bé để tạo cho bé một không gian chơi một cách thoải mái hơn. Và khi mẹ đẩy phần thanh gạt này lên thì chiếc ghế sẽ trở về chức năng của một chiếc ghế bọc bênh. Lúc này chiếc ghế dung sẽ có chức năng bập bênh rất là tiện dụng và mang đến sự thích thú cho bé khi ngồi chơi trên này ạ. Như các mẹ thấy thì phần thanh trắng ở phía trước của chiếc ghế dung với những hình rất là ngộ nghĩnh đáng yêu như hình ngôi sao sẽ mang đến sự thích thú cũng như là kích thích khả năng cầm nắm cũng như là khả năng nhận biết của bé. Và với những món đồ chơi như thế này sẽ kích thích những giác quan của bé một cách toàn diện và phát triển hơn. Và đối với phần thanh trắng này thì mẹ cũng có thể dễ dàng tháo ra. Như thế này ạ. Và tương tự thì khi lắp vào cũng rất là dễ dàng. Và một điểm mà mang đến sự an toàn nhất cho bé khi sử dụng phần sản phẩm này đó là phần chốt khóa. Đây là phần chốt khóa đai 2 điểm rất là chắc chắn, có thể dễ dàng điều chỉnh tùy vào kích thước cơ thể của bé. Với các bé ở những độ tuổi khác nhau thì mẹ có thể dễ dàng điều chỉnh phần kích thước này để sao cho phù hợp nhất với cơ thể của bé ạ. Chiếc ghế dung cao cấp Kiza 3-trong-1 với 3 bức ngả lưng khác nhau để các mẹ có thể lựa chọn tương ứng với 3 tư thế nằm, ngồi và nghiêng của bé. Mẹ chỉ cần một thao tác đơn giản đó là kéo phần thanh gạt ở phía sau. Như các mẹ thấy phần thanh gạt đây ạ. Mẹ chỉ cần kéo và đẩy
Đây là mức dành cho bé để nằm như một chiếc giường ạ. Đây là mức nghiêng. Đây như các bạn thấy đây là mức nghiêng ạ. Và khi bé ngồi hoặc khi bé lớn thì mẹ đẩy lên mức cao nhất, đây là mức ngồi ạ. Với mức nghiêng có thể lên đến 170 độ như thế này sẽ cho bé một tư thế ngồi gọi thoải mái và lý tưởng nhất cũng như là khoa học nhất và không làm ảnh hưởng đến cột sống cũng như là phần xương của bé. Với các mức ngả lưng khác nhau thì vành của chiếc ghế sẽ tương ứng và sẽ từ thấp cho đến cao tùy vào mục đích sử dụng cũng như là tùy vào khi mẹ sử dụng cho bé như thế nào. Và chiếc ghế rung với 3 mức rung khác nhau để mẹ có thể lựa chọn cho bé. Mẹ chỉ cần ấn phần nút ở trên củ rung như thế này là có thể điều chỉnh ạ. Ở trên củ rung này sẽ có 2 nút, một nút đó là về phần chế độ rung và một nút ở trên đây là phần chế độ nhạc. Với những bản nhạc cũng như là với nhiều mức rung khác nhau, mẹ có thể lựa chọn cho bé tùy vào độ tuổi cũng như là tùy vào thời điểm bé thức hay bé ngủ. Và những bản nhạc sẽ phát ra tùy có 3 mức âm lượng khác nhau để mẹ lựa chọn ạ. Với những bản nhạc du dương như thế này, bé sẽ tựa như là đang được mẹ du và ôm trên tay. Và với những vòng tay ôm ấp như thế này sẽ mang đến cho bé một giấc ngủ ngon hơn. Bé sẽ dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn cũng như là sâu giấc hơn mà không bị giật mình tỉnh dậy. Lúc này mẹ có thể kết hợp thêm cả chức năng bọc bênh để bé có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn ạ. Và khi không dùng nữa thì mẹ chỉ cần ấn vào nút tương tự ở phần các chế độ lúc đó là phần nhạc cũng như là phần rung sẽ tự động ngắt. Chiếc ghế rung sử dụng 2 pin A sẽ vô cùng tiết kiệm và tiện lợi hơn khi cha mẹ sử dụng. Và khi sản phẩm hết pin thì mẹ chỉ cần mua một chiếc pin ở các quầy tạp hóa rất là nhanh chóng để có thể sử dụng được chiếc ghế rung này cho bé. Và chiếc ghế rung guitar 3-trong-1 được trang bị một chiếc màng chụp như thế này vô cùng tiện lợi, sẽ giúp tránh côn trùng cũng như là muỗi đốt. Và với sản phẩm được thiết kế trang bị như thế này sẽ vô cùng thích hợp với thời tiết khí hậu của Việt Nam ẩm ướt và có nhiều muỗi. Và sản phẩm được thiết kế vô cùng thông minh như thế này sẽ tiết kiệm cho mẹ hơn một khoản tiền chi phí để phải mua màng chụp để cho bé. Với những tính năng vượt trội mà tôi đã nêu ở trên thì hy vọng rằng chiếc ghế rung Kiza sẽ giúp mẹ chăm sóc bé tốt hơn. Và sản phẩm đang được bày bán rộng rãi trên hệ thống siêu thị mẹ và bé Kid Plaza. Mẹ có thể truy cập vào website kidplaza.vn hoặc gọi điện tới số hotline 1800 6608 để được tư vấn hỗ trợ và đặt hàng một cách tốt nhất. Kid Plaza xin cảm ơn và hẹn gặp lại các mẹ.